Em chào tất cả các bạn, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người cái cây lăng kiếm trắng cánh bầu Thái Nguyên. Thì cây này thì về cái form bông thì nó cũng dạng cánh bầu như là cây tuyết ngọc ấy, khá là giống nhau. Nhưng được cái là cái cây Thái Nguyên này thì thân thủ nó to hơn và cần hoa nó dài hơn. Thì đây, như cái cần hoa em đang quay video đây thì nó hiện tại đang dài khoảng tầm 60cm. Và một số anh em thì cũng bảo là cái cây này nó có thể dài đạt tối đa đâu đó khoảng 90-1m gì đấy. Nó dài như cây tuyên quang, nó cũng dài xem cái này. Hai cây nó dài ngang nhau. Đấy, như cây tuyên quang thì hoa thưa hơn, khuôn cánh nó dạng này. Còn cây cánh bầu Thái Nguyên này thì nó hoa nó dày hơn và nó chia đều hơn. Nó cũng là một trong những cây siêu tầm cũng khá là đẹp. Và cái cây cánh bầu Thái Nguyên này thì cái thân thủ nó khá là to. Khi mà các anh chị mua cái cây cánh bầu Thái Nguyên này thì nó phụ thuộc tùy từng củ nhá. Nhưng nếu như mà chúng ta nuôi đạt tối đa lên thì nó được khoảng tầm 4-4.5cm. Nếu như là những cái cây thân củ to ấy anh chị ạ. Còn những cây nhỏ nhỏ thì đa phần này nó cũng phải 2.5-3cm là bình quân. Còn nếu như mà có nghĩa là nuôi đạt to nhất ấy, thì nó sẽ đạt khoảng tầm độ 4-5cm. Có những người nuôi đã đạt 5cm. Cây này thân củ nó cũng to, nhưng được cái là nó lá nó cũng khá là dài, chứ nó không phải là to mà ngắn như là cái cây lưỡi hồng Thái Nguyên đâu, cây ánh hồng Thái Nguyên ấy. Cây ánh hồng Thái Nguyên thì hoặc là cây minh tuyết ấy, thì thân củ nó to, bản lá to dày, nhưng mà nó lại ngắn, cần hoa nó cũng dài dày và cũng rất là đẹp. Thì hai cây đấy thì anh chị có thể xem thêm trên kênh Thiên Ngàn Hoa, em cũng có quay video chi tiết giới thiệu cho mọi người từ thân lá đến hoa của nó. Thì hôm nay đến ý, có cây cánh bầu Thái Nguyên nở thì em quay video giới thiệu đến các bác và các anh chị cái cây trắng cánh bầu Thái Nguyên này. Đây thì chúng ta có thể nhìn chi tiết một bông hoa nó một chút anh chị nhé, chi tiết của cái bông này đây. Đấy, thì thực ra thì trắng cánh bầu Thái Nguyên thì nó cũng chỉ là như một cái bông hoa vàng, trắng vàng hay cái cây lô hội này thì anh chị cũng không nên quá quan trọng. Nếu nhìn một bông ấy thì anh chị có thể là nhìn cây này nó giống cái cây hạ long, giống cây tuyên quang, giống cây lạc sơn, giống một số cây khác. Nhưng mà khi mà anh chị nhìn ít bông thì không thể đánh giá được. Thì em cũng nói là chúng ta phải nhìn về nhiều bông, nhìn về tổng thể, rồi nhiều chi tiết, cần hoa to nhỏ, rồi khuôn cánh, rồi từng bông nó như thế nào, và cái chia hoa của nó cũng là một cái điều rất là quan trọng trong cái cây lan kiếm này. Bởi vì nếu như chúng ta mà không biết chi tiết thì chúng ta rất là dễ mua nhầm. Ví dụ như là cái cây tuyết ngọc, anh chị mua cũng có thể rất là dễ dính như cái cây này. Bởi vì cây tuyết ngọc nó chia hoa tổng thể nó cũng xem như này, nó cũng dày hoa như này, nó cũng là rất là đẹp anh chị ạ. Đấy, thì anh chị có thể xem thêm về cái cây tuyết ngọc trên kênh Thiên Ngàn Hoa nhé. Em cũng quay video giới thiệu đến mọi người, ngoài ra nó cũng có nhiều cây kiếm khác, chi tiết từ hoa, thân lá, để các anh chị có thể dễ dàng nhận diện được cái cây lan mà mình sưu tầm nó có đúng hay không. Bởi vì lan kiếm thực sự với các bác là cái cây lan kiếm thì nó cũng không phải là quá khó để chúng ta có thể nhìn nhận qua thân lá được. Nó cũng tương đối dễ thôi, nó không khó lắm. Thì hôm nay em sẽ nói sơ qua một chút về cái cây trắng cánh bầu Thái Nguyên này để các anh chị có thể nhìn và anh chị có thể xem tham khảo xem cái cây nhà mình nó có đúng hay không anh chị nhé. Thì cái cây trắng cánh bầu Thái Nguyên này thì nó cũng như là cái cây một số cây lan kiếm khác thôi. Em cũng nói rất chi tiết là thân lá. Bây giờ em xin phép vào cái thân mầm của nó. Thân mầm của nó thì đây thì có cái củ này của nó, mầm nó cũng tương đối là rõ rồi. Nhưng mà cái là nó hơi lớn quá. Đây, cái mầm này anh chị ạ, mầm này. Đấy, thì tất cả những cái cây mà trắng hay vàng ấy thì em cũng đều nói là cái mầm nó xanh xanh. Trắng vàng hay là dạng sơ mi nó cũng thế, đều mầm xanh xanh anh chị nhá. Thân củ cây này nó chỉ có 4 lá thôi, nhưng mà nó để cây mầm con cũng rất là mập, nó chỉ có 4 lá thôi anh chị ạ, 4 lá. Mà cái củ của nó to khoảng từ 3 đến khoảng 3-4cm. Và cái củ nó cao, như cái củ này cao thì nhìn hơi khó, như củ trong nó cao khoảng từ 5-8cm anh chị ạ.
giá thể của nó thì trồng thì lan kiếm rất là đơn giản. Anh chị có thể trồng bằng vỏ thông, sỏ nhẹ, chấu hun hay là bột dừa hay một số những loại giá thể khác, nó đều có thể sống được. Lan kiếm nó cực kỳ dễ sống, kể cả lan kiếm đột biến anh chị nhé. Còn đấy là về cái củ của nó. Về cái nữa, một đặc điểm nữa có thể nhận ra là cái khớp này của nó. Anh nhìn thấy khớp lá này nó rất là xanh đậm. Đấy. Và thứ hai, cái tiếp theo đó chính là cái bản lá của cái cây này nó khá là to và dài anh chị ạ. Lá to và dài. Cái này thì cái độ của lá nó, cái chữ V này nó khá là sâu anh chị nhé. Khá là sâu, tương đối sâu. Nếu so với những cái cây kiếm khác thì lá nó khá là sâu. Đây là để vườn nằm trong lá nó hơi bẩn, nhưng thực ra thì cái chi tiết này mọi người nên lưu ý. Cái lá này khá là sâu, cái chữ V của nó anh chị nhé. Chữ V của nó khá là sâu. Đây này. Đấy, đấy, chữ V là khá là sâu. Và cái nữa, đấy, em nói đến cái lá của nó. Lá của nó thì dài khoảng từ 40 đến khoảng 1 mét anh chị ạ. Đây anh chị nhìn nó rất là to, cồng kềnh. Rất là to cồng kềnh. Nó từ 40 đến 1 mét. Và bản lá của nó to thì tối đa có thể được tầm 5 cm gì đấy, 4 cm rưỡi đến 5 cm. Đấy, còn bình bình thì những cái lá này nó như này, như cái lá này thì nó khoảng tầm 2,5 cm, như cái lá bên cạnh này thì nó khoảng tầm 4 cm, hơn 4 cm gì đó anh chị ạ, nó cũng rất là to. Đấy, hay là những cái lá bên này cũng thế, thì cái việc mà nó to nó tùy phụ thuộc vào từng củ khác nhau. Ví dụ như bản thân cái củ này là hai cái lá cạnh nhau, là cùng nó trên một cục anh chị nhé, cùng trên một củ mà ra thì cái lá này nó nhỏ hơn, cái lá này to hơn. Đấy. Chứ còn điểm lá to nhất, có nghĩa là điểm lá to nhất thì có những người ta nuôi đã đạt được tầm 4,5 cm anh chị ạ. Đấy, cùng trên một củ đây, như cái lá này thì nó chỉ được tầm khoảng 3 cm, 3,5 cm thôi. Đấy, ví dụ thế. Giờ đấy là cái đặc trưng của nó. Và có một cái điều nữa để anh chị có thể nhìn và dễ phát hiện ra cái cây này á, cái cây cánh bầu Thái Nguyên này á, thì đó chính là cái anh chị nhìn tổng thể cái thân lá của nó khá là xanh đậm so với các cây khác. Đương nhiên là em vẫn nói là cái việc mà lá xanh đậm xanh nhạt ấy thì nó phụ thuộc vào cái việc là cái cây đấy là nó nhiều nắng ít nắng. Nhưng mà nếu như mà cùng một môi trường ấy thì ví dụ như cái cây môi hồng Thái Nguyên thì nó lá nó vàng hơn, còn cái cây này mặt lá nó xanh hơn anh chị ạ. Thường là như vậy. Cái cây này mặt lá nó khá là xanh, mọi người lưu ý là thế nhé. Đương nhiên là càng nuôi càng mát thì nó càng xanh, cây nào cũng vậy cả. Nhưng cây này thì nó nếu mà cùng một môi trường, hai cây như nhau thì cây này lá xanh hơn là cái cây ánh hồng Thái Nguyên anh chị nhé. Ánh hồng Thái Nguyên thì lá nó màu vàng trắng hơn. Tiếp theo đến về cái phân cần hoa của nó. Đây anh chị nhìn tổng thể của nó thì hoa nó chia khá là dày. Cần hoa dài khoảng tầm 60 cm, như cái cần hiện tại em đang quay video. Còn có những cái cần dài thì có thể 80-90, nó phụ thuộc vào mình nuôi trồng ạ anh chị ạ. Cánh hoa của nó thì nó cũng là dạng cánh bầu, cánh thủy tiên thôi, như là những cây tuyết ngọc hay những cây khác. Đấy, nó cũng đơn giản. Nhưng được cái là cái cây này thân củ nó khá là đẹp, đâm là thân củ to, đâm hoa nó cũng dài và to anh chị ạ. Hoa dài khẩu bông khá to, cần hoa nó cũng to. Cần hoa của nó cũng phải to hơn cái đũa ấy, nó phải tầm 0,7 cm, nó khoảng từ 7-8 mm ạ anh chị ạ, rất là to. Thì còn đương nhiên là phần gốc thì nó to, thì có thể là 1 cm á, nhưng mà cái là em cứ tính như trung bình á thì phần gốc nó sẽ to hơn một chút, còn ngọn nó sẽ nhỏ dần và nhỏ dần anh chị nhá. Thì cái cây trắng cánh bầu Thái Nguyên này ấy, thì nó là cái cây hoa, tất cả những cây lô hội này thì đa phần là trắng vàng, thì mọi người cũng không nên quá để ý về cái việc nó hoa trắng hay hoa vàng, bởi vì cái một cái cây lô hội mà nó hoa trắng hay hoa vàng nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là ánh sáng, cho ăn phân bón và một số những cái tác động, ví dụ như là cây khỏe, cây yếu các thứ. Nên là cái hoa vàng hay hoa trắng này mọi người cũng không nên quá là quan trọng anh chị nhé. Nó có thời điểm nó sẽ nở trắng và có thời điểm nó sẽ nở vàng. Thì đấy là cái đấy là mọi người lưu ý về cái cây lô hội. Thì mọi người, các anh chị có thể tham khảo thêm một số những các loại cây khác, lan kiếm hay lan đột biến hay một số những cây hoa lan em cũng giới thiệu trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Thì mọi người có thể xem thêm ở trên video trên đó. Anh chị mua bán thì cũng có thể liên hệ với bên em để được tư vấn nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video lần sau với những cái cây hoa lan khác, cũng như là một số những cái cây lan kiếm, phi điệp hay là những cây địa lan em giới thiệu đến các bác. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn.